Em đang test trực tiếp cho anh chị nhé. Đi sang trái, sang phải này. Quay này, thoải mái, không hề có độ giật, độ trễ nào anh chị nhé. Giật mình với cụ sạc điện thoại có ẩn camera giấu kính bên trong. Thấy kết quả test, cô gái khiến cộng đồng mạng lo sợ. Cõi mạng vô cùng quan ngại khi xem đoạn video của một cô gái review về độ thần kỳ của cốc sạc iPhone. Bởi vì anh chị nhìn ở đây này, trên cái củ sạc này có một cái mắt thần camera, nó có thể quay rất là rõ ràng sắc nét, quay xem trực tiếp trên điện thoại. Không chỉ dùng để sạc như bình thường, mà nó còn tích hợp cả chiếc camera siêu nhỏ ẩn bên trong, đến khó ai phát hiện. Và kết quả test mới là điều khiến người ta hoang mang. Nó có thể quay rất là rõ ràng sắc nét, quay xem trực tiếp trên điện thoại. Theo chủ clip chia sẻ, nó có thể dùng để giám sát hoặc bảo vệ tài sản cá nhân. Anh chị muốn cắm ở đâu, tầm cao, tầm thấp nào thì đấy là do mình. Hoặc là có thể cắm vào những cái ổ điện như thế này, anh chị có thể để ở khắp mọi nơi. Nghe thì cũng hay phết ấy chứ, nhưng mục đích ra sao thì còn tùy vào người sử dụng. Mặt trái của những chiếc camera ngụy trang thế này là vô tình biến nhiều người trở thành nạn nhân của những ý đồ xấu và để lại hậu quả khó lường. Nhiều người không khỏi lo ngại trước tác dụng phụ từ camera trá hình mà để lại bình luận. Không hiểu sao giờ có người bán cái này nữa, 100 người được 5 người có mục đích tốt. Sao giả mạng vậy? Có ai dùng camera siêu nhỏ để giám sát và bảo vệ tài sản cá nhân không? Nên báo công an không nhỉ? Còn bạn, bạn có muốn đặt hàng một em như thế này về test chất lượng như lời đồn không? Hãy để lại bình luận bên dưới cho mình biết với nhé. Xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng mình nhé. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và thật sự thư giãn với Tin Việt 2 phút. Xin chào và hẹn gặp lại.